Chào các bạn, hôm nay mình xin nói về một vấn đề cực kỳ quan trọng khi các bạn học đàn để hiểu mọi thứ sau này. Cái này là rất cơ bản và cực kỳ quan trọng, đó chính là âm giai trưởng, major scale. Lý do tại sao bắt buộc các bạn phải biết về cái âm giai trưởng, bởi vì từ nó sẽ sinh ra mọi thứ trên âm nhạc. Có thể nói như vậy, âm giai trưởng các bạn, nó sinh ra âm giai thứ cũng từ nó suy ra, từ công thức của nó suy ra. Cấu tạo hợp âm cũng từ giai trưởng tạo ra. Các mod, tức là thí dụ như các bạn thấy Dorian, Phrygian scale gì đó, đều từ cái âm giai trưởng mà chúng ta suy ra cả. Cấu tạo hợp âm cũng từ nó suy ra luôn. Do đó là kiến thức này cực kỳ cơ bản. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về cấu tạo công thức chung của âm giai trưởng. Thì từ công thức này các bạn có thể là quy ra được hết tất cả các âm giai trưởng mà chúng ta biết được ở một nốt bất kỳ nào. Các bạn đánh xong các bạn quy ra được các nốt của cái âm giai đó nha. Công thức rất đơn giản ha. Chúng ta sẽ bắt đầu với âm giai là đô trưởng trước nha, thôi đơn giản, sau đó mình sẽ ví dụ các phần sau. Rồi, ok, đô trưởng. Đô trưởng thì các nốt của nó là không thăng không giáng, đúng không các bạn? Chúng ta bắt đầu bằng nốt đô, chúng ta có đô. Tiếp theo là gì các bạn? Rê, mi, fa, son, la, si. Bắt đầu quay lại đô. Đô này và đô này là cao một octave với nhau ha. Đô xong, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà tăng lên như vậy thì nó chỉ cao hơn một octave thôi. Các bạn có thể đánh cao mức ở trên này cũng được. Ví dụ như vậy, nó vẫn cao hơn, cái octave cao hơn. Nhưng mà công thức của nó là y chang như nhau. Thì chúng ta sẽ phân tích từ từ để dễ. Mình sẽ chuyển mọi thứ hết lên một cái dây đàn mà thôi, để các bạn sẽ nhìn về cái cung, cái quãng của nó đơn giản hơn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh đô này. Rê, mi, fa, son, la, si, đô. Thì nó đô ở đây á, nó bằng nó đô như này, đúng không ạ? Thì các bạn chúng ta sẽ thử phân tích đô qua rê là các bạn có bao nhiêu đàn, một ngang đàn là gì, một cung, đúng không? Chúng ta có một cung. Rê qua mi là cũng một ngang này, chúng ta một cung. Từ mi qua fa có nửa cung, do đó là từ đây qua đây chúng ta nhớ nửa cung ha. Rồi từ fa qua son là chúng ta có một ngang đàn cách này là một. Son qua la cũng một cung luôn. La qua si một cung luôn, và si qua đô là nửa cung. Vậy công thức của chúng ta, các bạn hãy nhìn lên màn hình, đó chính là một cung, nửa cung, một cung, một cung, một cung và nửa cung. Vậy công thức mình để nhớ là dễ nhớ là gì? Một nửa, một nửa. À, các bạn phải học thuộc công thức này, một nửa, một nửa. Đó là công thức chung về các bậc của các nốt nó liên tục với nhau, hai của bảy nốt nhạc liên tục với nhau. Thì cái khoảng cách giữa các nốt nó là theo công thức như vậy. Hai, mình sẽ để ở đây nha. Một nữa, một nữa, tức là một là một cung ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng thử lên các dây khác, thử xem sao. Chúng ta ví dụ thử các bạn nha. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thử cái dây số 1. Chúng ta bắt đầu ngay cái nốt son. Thì âm giai son trưởng, bây giờ các bạn chưa cần biết là nó như thế nào hết, nó có bao nhiêu thăng giáng các bạn không cần biết luôn. Các bạn cứ áp dụng đúng công thức đó, thử xem sao nha. Đầu tiên là một, tức là nghe nó son, chúng ta qua nó tiếp theo là một cung, vậy là đây là nó gì? Nó la, đúng không? Rồi thêm cái nữa là một, đúng không? Vậy la qua si một, si qua đô là công thức là nửa, đúng không? Si qua đô thì bạn bấm ngay chỗ này, vô ngay nó đô rồi. Rồi tới bắt đầu một tiếp là từ đô ngay ngang số 10, số 8 các bạn qua ngang số 10 luôn. Tiếp theo nữa là một, đúng không? 10 qua 12 luôn. Giờ thêm một cái 1 nữa, vậy thì từ 12 1 nó là nhiêu? 14. Giờ cuối cùng là nữa là 15. 14 qua 15. Vậy thì các bạn để ý ngay chỗ này, từ ngay chỗ 12 qua 14 thì ngay chỗ này nó gì các bạn? 14 là gì?
nốt pha thăng. Vậy thì trong nguyên cái âm giai của son trưởng, chúng ta thấy mỗi nốt nó đều tự nhiên trừ cái nốt pha thăng thôi. Vậy bây giờ các bạn quay trở về thêm, phải là trên scale của son trưởng là có nốt pha thăng không? Hoàn toàn chính xác đúng không? À vậy thì công thức này các bạn áp dụng vô, các bạn sẽ xác định được ngay rằng là có nốt nào thăng ở dáng ngang. Nó rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ làm thử một cái khác. Bây giờ mình sẽ thử trên cái nốt pha đi ha, nốt pha đây. À, ngang đầu tiên pha. Pha chúng ta công thức một nửa thì bạn cứ dò. Một đây là qua liền. Cách một ngang. Một qua liền. Nửa chúng ta đẩy lên nửa thôi. Dò một. Một. Một nửa. Thì chúng ta sẽ có cái nốt chúng ta đánh lại là mi của pha nè, son, la. Nửa ở đây là gì? Si dán các bạn. Sau đó tới một là từ si dán chúng ta một ngang qua đây là nghe đô nè. Rê nè. Mi. Và cuối cùng là nửa là chúng ta có nghe nốt pha. Vậy thì âm giai pha trưởng nó chỉ có một cái nốt dán là nó si dán mà thôi. À, nó hoàn toàn chính xác đúng không? Vậy thì các bạn có thể áp dụng lên ngay. Ví dụ này là si trưởng. Chúng ta một nửa cứ như thế các bạn. Đó, là nó hoàn toàn nó vô ngay chính xác cái công thức. Vậy lúc đó các bạn sẽ biết được các nốt nó nằm ở trên đó như thế nào. Đúng không? Rất đơn giản. Vậy thì ở trên một dây đàn các bạn đã ghi nhớ theo chiều dọc này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng ánh xạ qua từng nốt. Nếu các bạn chưa nhớ giờ các bạn cứ ánh xạ qua. Ví dụ các bạn có son trưởng, các bạn đã nghe son này. Tăng tăng tăng. Vậy nốt này nó si ở trên này. Nó si ở dưới này, đúng không? Vậy thì mình thay cái nốt ở trên này bằng nốt dưới này. Đó, như vậy cũng được. Hoặc là nếu đánh 3 nốt trên một dây thì chúng ta sẽ đánh như sau. Thì các bạn xem táp nha, nó là cái công thức của cái âm giai son trưởng. Thì cùng một thế tay này các bạn di chuyển lên hoặc di chuyển xuống thì nó đều ra các nốt của cái âm giai tương ứng cả. Mình ví dụ các bạn đang đánh son trưởng như sau, chúng ta có nghe nó son ở đây nha. Các bạn đang đánh son ở đây, các bạn muốn qua âm giai là la trưởng chứ, thì các bạn chỉ cần kéo lên la như thế này và các bạn áp cái thế tay y chang lúc nãy luôn, thế tay như thế này luôn, các bạn nâng lên. Nó thuộc vô cái là la trưởng. Vậy nếu si trưởng như thế nào? Các bạn cũng kéo lên nghe chỗ si và các bạn đánh như vậy. Si trưởng luôn. Đúng không? Rất đơn giản, các bạn hãy nhìn theo cái thế tay và các bạn tập theo như thế này nhé. Thì chúng ta sẽ ghi nhớ theo cái chiều dọc này và mình sẽ đánh đầy đủ hơn nha, chiều son. Rồi, đây là thế tay từ cái dây số 6 tới dây số 1. Bây giờ nếu các bạn xác định một cái, ví dụ như ngay chỗ này chúng ta muốn đánh cái rê, âm giai rê trưởng chẳng hạn. Mà chúng ta kéo lên mút của trên này, thậm chí một số bạn cái đàn sát đây quá mà đánh không được. Đúng không? Cao quá, ở đây các bạn đánh tới tay em tới. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển xuống dưới dây số 5. À, dây số 5 bây giờ thì đánh thứ đô trưởng nha bạn. Đúng thế tài như vậy luôn. À các bạn xem táp ha. Thì từ đây chúng ta muốn rê, các bạn kéo lên rê và các bạn đánh y chang như vậy. À, rê trưởng tại đây. Đó. Thì với hai cái công thức này các bạn sẽ học được âm giai trên của tất cả âm giai trưởng chúng ta đánh theo cái chiều dọc. Đầu tiên mình mong các bạn đánh từng giây. À để các bạn nhớ một nữa. Một nữa, câu thần chú trong đầu một nữa, một nữa, các bạn đọc đúng lên từng dây hết. Sau đó các bạn mới đánh theo công thức ở dưới từng từ 6 giây đến 5 giây như vậy. Thì các bạn ghi nhớ, đánh xuôi đánh ngược để chúng ta nhớ được hết các nốt ở trong đó ha. Ví dụ như vậy, các bạn có thể tập lọc đi lặp lại để các bạn nhớ được theo cái mẫu như vậy. Thì khi mà các bạn xác định được đúng cái âm giai rồi, các bạn cứ đưa đúng cái mẫu thế tài các bạn vô là các bạn ghi nhớ được các nốt của nó ngay thôi. Rồi, hy vọng là với cái clip này sẽ được ủng hộ của các bạn.